Nếu có tận thì chẳng tự tại, chẳng đến được bờ bên kia. Hết thảy biển cõi thanh tịnh đều từ nguyện ba la mật sinh ra. Tịnh tu vô đẳng tất cả pháp, sinh ra vô biên hạnh xuất ly, đủ thứ phương tiện hóa quần sinh, như vậy trang nghiêm biển cõi nước. Chuyên nhất thanh tịnh tu hành vô đẳng tất cả pháp, tu hành trong vô lượng pháp môn ra khỏi ba cõi, chư Phật Bồ Tát dùng đủ thứ pháp môn phương tiện để giáo hóa chúng sinh. Tại sao Phật giáo hóa chúng sinh vì trang nghiêm biển cõi nước có chúng sinh có Phật, cõi nước mới trang nghiêm? Tụ tập trang nghiêm môn phương tiện vào công đức Phật biển pháp môn khiến khắp chúng sinh cạn nguồn khổ, cõi tịnh rộng lớn đều thành tựu. Tụ tập giáo hóa chúng sinh trang nghiêm cõi nước chư Phật có pháp môn phương tiện này thì mới đắc được công đức của Phật, thành tựu biển pháp môn của Phật, khắp kiến cho tất cả chúng sinh cạn sạch nguồn gốc khổ lúc đó chúng sinh chẳng có các sự khổ, chỉ có sự an vui. Cho nên biển cõi thanh tịnh rộng lớn đều thành tựu. Biển lực rộng lớn chẳng gì bằng, khắp khiến chúng sinh trồng can lành, cúng dường tất cả các như lai, cõi nước vô biên đều thanh tịnh. Biển lực tức là đại thần thông lực, đại oai đức lực, đại trí huệ lực, đại biện tài lực, có tất cả sức lực như biển cả. Sức lực này rộng lớn vô biên, chẳng có lực nào bằng được. Sức lực này khắp chiến tất cả chúng sinh trồng căn lành phát bồ đề tâm sớm thành Phật đạo rộng tu cúng dường, cúng dường tất cả các như lai và phát nguyện trang nghiêm vô biên cõi nước chiến cho thanh tịnh. Bây giờ Bồ Tát Phổ Hiền đại bảo đại chúng rằng các Phật tử nên biết mỗi mỗi thế giới hải có Phật xuất hiện khác nhau, nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Lúc đó Bồ Tát Phổ Hiền lại nói với đại chúng rằng các vị đại tử của Phật, các vị nên biết trong mỗi thế giới hải, lại có Phật xuất hiện khác nhau nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Đó là hoặc hiện thân nhỏ, hoặc hiện thân lớn, hoặc hiện sống lâu, hoặc hiện tuổi thọ ngắn ngủi, hoặc chỉ nghiêm tịnh một cõi Phật, hoặc nghiêm tịnh vô lượng cõi Phật, hoặc chỉ hiện bày một thừa pháp luân, hoặc hiện bày các thừa pháp luân không thể nghĩ bàn, hoặc hiện điều phục ít phần chúng sinh, hoặc hiện điều phục vô lượng chúng sinh. Thế giới hải có 10 thứ mà Phật xuất hiện khác nhau một hoặc có Phật hiện ra tướng tỷ kheo một trượng sáu, đây là thân nhỏ. Hai hoặc có Phật hiện tướng lô xá na ngàn trượng, đây là thân lớn. Ba hoặc có Phật ra đời chẳng bao lâu, thì đến vào Niết Bàn, đây là tuổi thọ ngắn ngủi. Bốn hoặc có Phật ra đời sống rất lâu, trải qua vô lượng kiếp mới vào Niết Bàn, đây là sống lâu. Năm hoặc có Phật chỉ trang nghiêm một cõi nước. Sáu hoặc có Phật trang nghiêm thành tịnh vô lượng cõi nước bảy hoặc có Phật hiển thị một thừa pháp luân tức là Phật thừa tám hoặc có Phật hiển thị các thừa pháp luân tức là đại thừa Bồ Tát trung thừa duyên giác tiểu thừa thanh văn đủ thứ pháp luân không thể nghĩ bàn chín hoặc có Phật ra đời thị hiện điều phục ít chúng sinh thì vào niết bàn mười hoặc có Phật ra đời thị hiện điều phục vô biên chúng sinh mới vào niết bàn có như vậy nhiều như số hạt bụi thế giới hải phật xuất hiện khác nhau trong thế giới hải nói sơ lược thì có 10 thứ nếu nói tỉ mỉ thì có nhiều như số hạt bụi thế giới hải bây giờ bồ tát phổ hiền muốn thuật lại nghĩa trên bé nương oai lực của đức phật quan sát mười phương mà nói bài kệ rằng lúc đó bồ tát phổ hiền muốn tuyên lại ý nghĩa vừa nói ở trên bé nương đại oai thần lực của phật quan sát khắp mười phương thế giới mà nói ra bài kệ chư phật dùng đủ thứ phương tiện xuất hiện tất cả các biển cõi, đều tùy ưa thích của chúng sinh, đó là sức khéo léo của Phật. Trừ Phật Bồ Tát từ bi với chúng sinh đến cực điểm, có gì chứng minh? Vì trừ Phật Bồ Tát dùng đủ thứ pháp môn phương tiện để giáo hóa tất cả chúng sinh, và ra đời tất cả biển cõi nước đều tùy thuận tâm ưa thích của chúng sinh, đó là chư Phật dùng sức phương tiện khéo léo để giáo hóa chúng sinh. Pháp thần chư Phật không nghĩ bàn không sắc không hình không ảnh tượng hay vì chúng sinh hiện các tướng tùy tâm họ thích đều kiến thấy pháp thân của chư phật không thể nghĩ bàn do đó có câu khẩu dục ngôn nhi từ tán tâm dục duyên nhi lự vong nghĩa là miệng muốn nói mà chẳng còn gì để nói tâm muốn nghĩ mà ý niệm cũng chẳng còn pháp thân này lìa tất cả tướng cho nên không sắc không hình không ảnh tượng song vẫn hay vì chúng sinh thị hiện các tướng chúng sinh đáng dùng thân gì độ được, thì hiện thân đó để vì họ nói pháp, tùy thuận sự ưa thích của chúng sinh để khiến cho họ thấy được. Hoặc vì chúng sinh hiện chết sớm, hoặc hiện sống lâu vô lượng kiếp, giáp thần mười phương phát hiện tiền, tùy nghi xuất hiện trong thế gian. Hoặc có Phật ra đời thì hiện tuổi thọ ngắn ngủi để giáo hóa chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh biết rằng tất cả đều là vô thường. Hoặc có Phật ra đời thì hiện sống lâu ở đời hàng vô lượng kiếp pháp thân của phật hiện khắp trong mười phương tùy thận cơ duyên của chúng sinh mà xuất hiện trong thế gian có phật nghiêm tịnh không nghĩ bàn mười phương hết thảy các biển cõi hoặc chỉ nghiêm tịnh một cõi nước nơi đó thì hiện đều không thừa hoặc có phật ra đời trang nghiêm thanh tịnh cõi nước không thể nghĩ bàn mười phương hết thảy các biển cõi nước trừ phật đều trang nghiêm thanh tịnh hoặc có phật ra đời chỉ trang nghiêm thanh tịnh một cõi nước ở tại thế giới đó thì hiện mà chẳng đến nước khác trang nghiêm. Hoặc tùy sở thích của chúng sinh thì hiện các thừa không nghĩ bàn, hoặc chỉ diễn nói một thừa pháp trong một phương tiện hiện vô lượng. Hoặc có Phật tùy thuận tầm ưa thích của chúng sinh mà thị hiện các thừa pháp không thể nghĩ bàn, hoặc có Phật chỉ diễn nói độc nhất một thừa pháp, tức cũng là Phật thừa, ở trong một thừa pháp bao quát vô lượng phương tiện pháp môn có Phật tự nhiên thành chánh giác, khiến ít chúng sinh trụ nơi đạo, hoặc có Phật ở trong một niệm khai ngộ quần mê vô lượng số. Hoặc có Phật ra đời tự nhiên thành chánh giác, khiến cho ít chúng sinh thành tựu đạo nghiệp, hoặc có Phật ra đời có thể ở trong một niệm, có thể giáo hóa vô lượng chúng sinh khiến cho họ khai ngộ. Hoặc trong lỗ lông hiện hóa mây thị hiện vô lượng vô biên Phật, tất cả thế gian đều nhìn thấy đủ thứ phương tiện độ quần sinh hoặc có vị Phật ra đời ở trong mỗi lỗ chân lông hiện ra mây biến hóa thì hiện vô lượng vô biên thần Phật hết thảy mười phương thế giới hết tất cả chúng sinh đều nhìn thấy chư Phật ở trong đó truyền pháp luân dùng đủ thứ phương tiện pháp môn để hóa độ tất cả chúng sinh có Phật lời nói khắp hết thảy tùy tâm họ thích mà thuyết pháp trong đại kiếp không thể nghĩ bàn điều phục vô lượng biển chúng sinh hoặc có vị Phật ra đời diễn nói pháp âm vang khắp cùng pháp giới, tùy thuận tâm ưa thích của chúng sinh mà nói pháp. Ở trong đại kiếp không thể nghĩ bàn, điều phục vô lượng chúng sinh ca cửa như biển cả. Có Phật nghiêm tịnh vô lượng cõi, chúng hội thanh tịnh nghiễm nhiên ngồi, Phật như mây bùa ở không trung, bởi phương biển cõi đầy dãy khắp. Hoặc có vị Phật trang nghiêm vô lượng vô biển cõi nước chư Phật, ở trong mỗi cõi nước đều có một vị Phật nghiễm nhiên ngồi ở trong chúng hội thanh tịnh, truyền đại pháp luân, đánh chống pháp lớn, giáo hóa chúng sinh. Thần Phật giống như vầng mây rong bùa trong hư không, với phương biển cõi nước chư Phật chẳng có nơi nào mà chẳng có. Chư Phật phương tiện không nghĩ bàn, tùy tâm chúng sinh hiện trước họ, khắp trụ đủ thứ cõi trang nghiêm, tất cả cõi nước đều đến khắp. Hết thảy phương tiện của chư Phật đều không thể nghĩ bàn hay tùy thuận trong tâm của tất cả chúng sinh, mà hiện ra ở trước họ, các trụ ở trong đủ thứ, cõi nước trang nghiêm, hết thảy cõi nước, tận hư không biến pháp giới, đều có Phật đang ở trong đó nói Pháp. Bây giờ Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại chúng rằng, các Phật tử nên biết thế giới hải có hơn kiếp trụ, nhiều nhất số hạt bụi thế giới hải. Lúc đó Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền lại bảo đại chúng hải hội rằng, các vị đệ tử của Phật, các vị nên biết, thế giới hải có kiếp trụ nhiều nhất số hạt bụi thế giới hải để hình dung thời gian dài nhất người ấn độ dùng a tăng kỳ kiếp hằng hà sa số na do tha bất tư nghỉ vô lượng số vân vân đây đều là danh từ số mục rất lớn hoặc dùng tám vạn bốn ngàn đó là hoặc có a tăng kỳ kiếp trụ hoặc có vô lượng kiếp trụ hoặc có vô biên kiếp trụ hoặc có vô đẳng kiếp trụ hoặc có bất khả số kiếp trụ hoặc có bất khả xưng kiếp trụ hoặc có bất khả tư kiếp trụ hoặc có bất khả lượng kiếp trụ hoặc có bất khả thuyết kiếp trụ hoặc có bất khả thuyết bất khả thuyết kiếp trụ thế giới hải có 10 thứ kiếp trụ một hoặc có thế giới hải trải qua kiếp trụ lâu dài hàng a tăng kỳ kiếp chẳng hoạn cũng chẳng có không vẫn tồn tại hai hoặc có thế giới hải trải qua kiếp trụ lâu dài vô lượng kiếp ba hoặc có thế giới hải trải qua kiếp trụ lâu dài vô biên kiếp thời gian. 4. Họ có thế giới hải, trải qua kiếp trụ lâu dài vô đẳng kiếp thời gian. 5. Họ có thế giới hải, trải qua kiếp trụ lâu dài bất khả số thời gian. 6. Họ có thế giới hải, trải qua kiếp trụ lâu dài bất khả xưng thời gian. 7. Họ có thế giới hải, trải qua kiếp trụ lâu dài bất khả tư kiếp thời gian. 8. Hoặc có thế giới hải trải qua kiếp trụ bất khả lượng thời gian. 9. Hoặc có thế giới hải trải qua kiếp trụ lâu dài bất khả thuyết thời gian. 10. Hoặc có thế giới hải trải qua bất khả thuyết bất khả thuyết kiếp trụ. Có như vậy nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Kiếp trụ thế giới hải nói đơn giản thì có 10 thứ như vừa nói ở trên. Nếu nói tỉ mỉ thì nhiều như số hạt bụi thế giới hải bây giờ Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa trên bèn nương oai lực của Đức Phật quan sát mười phương mà nói bài kệ rằng lúc đó Bồ Tát Phổ Hiền muốn diễn lại nghĩa lý vừa nói ở trên bèn nương đại oai thần lực của Phật quan sát khắp tất cả chúng sinh trong mười phương pháp giới mà nói ra bài kệ trong thế giới hải đủ thứ kiếp sức phương tiện rộng lớn trang nghiêm mười phương cõi nước đều nhìn thấy vô lượng khác nhau đều rõ ràng Mỗi thế giới hải trải qua đủ thứ kiếp khác nhau, đó là nguyện lực phương tiện rộng lớn của chư Phật trang nghiêm mà thành tựu trong mười phương cõi nước, đồng thời đều có thể nhìn thấy tuổi thọ của mỗi thế giới hải hoặc dài hoặc ngắn, trải qua bao nhiêu kiếp, đều hoàn toàn nhìn thấy rất rõ ràng. Tôi thấy mười phương thế giới hải, số kiếp vô lượng đầu chúng sinh, hoặc dài hoặc ngắn hoặc vô biên, nhà âm thanh Phật này diễn nói, Bồ Tát phổ Hiền nói, tôi thấy mười phương hết thảy thế giới hải, kiếp số vô lượng vô biên đồng số chúng sinh, hoặc có kiếp dài hoặc có kiếp ngắn, kiếp dài chẳng để một niệm, kiếp ngắn cũng chẳng để một niệm. Một niệm có thể thành vô lượng kiếp, vô lượng kiếp lại có thể làm một niệm tại tâm như ý, hoặc dài hoặc ngắn, hoặc vô biên, nhà âm thanh của Phật mà trong mỗi thế giới đều đã dễ nói diệu pháp tôi thấy mười phương các biển cõi, hoặc trụ kiếp như bụi cõi nước, hoặc là một kiếp hoặc vô số, dùng đủ thứ nguyện đều khác nhau. Bồ Tát Phổ Hiền lại nói, tôi thấy trong biển cõi nước chư Phật mười phương, hoặc có thế giới trụ kiếp số lâu dài như hạt bụi cõi nước, hoặc có thế giới trụ một kiếp, hoặc có thế giới trụ vô lượng kiếp, đó là nguyện của chư Phật, nguyện của Bồ Tát, nguyện của chúng sinh, đủ thứ nguyện khác nhau có cõi thuần tịnh hoặc thuần nhiễm hoặc là nhiễm tịnh xen tạp nhau biển nguyện an lập sự khác nhau trụ trong tâm tưởng của chúng sinh hoặc có thế giới hoàn toàn thanh tịnh hoặc có thế giới hoàn toàn nhiễm ô hoặc có thế giới nửa tịnh nửa nhiễm hai thứ xen tạp với nhau trong kinh duy ma cật có nói tâm thanh tịnh thì cõi phật tịnh lúc đó tôn giả sáng lợi phất bèn sinh hoài nghi tầm nghĩ bồ tát tùy tâm tịnh thì cõi phật tịnh Vậy Đức Phật Thích Ca khi tu hành Bồ Tát Đạo e rằng tâm của Ngài chẳng thanh tịnh chăng? Tại sao sau khi Ngài thành Phật rồi, thì thế giới ta bà này vẫn chẳng thanh tịnh, vẫn là đầy ác năm trượt? Sau khi tôn giả xá lợi phất khởi vọng tưởng như thế, thì Đức Phật Thích Ca biết được mới nói với đại chúng rằng, thế giới của ta đây vốn là thanh tịnh, nhưng các ông nhìn chẳng thấy, lại oán trách ai? Nói vừa xong, thì Phật bèn dùng ngón chân ấn xuống đất, lập tức ba ngàn đại thiên thế giới đồng thời biến đổi bảy báu trang nghiêm. Đồng thời đại chúng ai nấy đều ngồi trên hoa sen báu lớn, đại chúng nhìn thấy đều khen ngợi chưa từng có, cũng đều nói là hi hữu. Chúng sinh nhiễm ô thì nhìn thế giới chẳng thanh tịnh, chúng sinh thanh tịnh thì nhìn thấy chẳng nhiễm ô. Đây là tùy theo tâm ý của chúng sinh mà hiện, để nguyện an lập thế giới của chư Phật Bồ Tát có đủ thứ sự khác nhau cảnh giới đó đều do trong tâm tưởng của chúng sinh tạo thành thủa xưa tu hành kiếp bụi cõi đắc được thế giới hải thanh tịnh cảnh giới chư phật đều trang nghiêm vĩnh trụ vô biên kiếp rộng lớn thủa xưa khi phật tu hành thì trải qua kiếp số hút nhiều như hạt bụi trong cõi nước mới đắc được thế giới hải thanh tịnh rộng lớn cảnh giới chư phật trong thế giới hải thanh tịnh rộng lớn đều trang nghiêm thanh tịnh đầy đủ vĩnh viễn trụ ở trong vô biên kiếp rộng lớn Hiện tại là thời đại mạt pháp, khắp nơi chẳng tìm đặng bậc thiện tri thức, song ác tri thức thì khắp nơi đều có. Có người nghiên cứu Phật pháp thì càng nghiên cứu càng tinh tấn, thậm chí quên ăn bỏ ngủ, chẳng biết thân đang ở đâu. Có người nghiên cứu một thời gian rồi thì sinh tâm nhàm chán khởi vọng tưởng, cảm thấy thật là hạnh khổ, chẳng có ý nghĩa gì cả, chẳng bằng hoàn tục, có thể cưới vợ, có thể ăn thịt uống rượu, có thể nhảy đầm thật là tự tại. Bạn nên biết, tuy nhìn thấy giống, như rất thoải mái tự tại Phật giáo ở tây phương mới bắt đầu nơi nơi đều khó khăn trong sự khốn khổ gian nan mới tạo ra nhân tài tôi thường nói với quý vị tôi đến nước này là thế Phật giáo tạo Phật sống tạo Bồ Tát sống tạo tổ sư sống các vị ai là tổ sư sống thì người đó sẽ thành công ai là Bồ Tát sống thì người đó sẽ thành công ai là Phật sống thì người đó sẽ thành công chỉ cần y pháp tu hành thì sẽ có sự thành tựu Chùa Kim Sơn là mẹ của Phật giáo Tây Phương, bất cứ như thế nào cũng phải ủng hộ mẹ, phải cúng dường mẹ, không hiếu thuận với mẹ cũng được, nhưng đừng có giết mẹ. Hiện tại có người chẳng những chẳng ủng hộ Chùa Kim Sơn mà ngược lại chuyên phá hoại Chùa Kim Sơn, muốn làm trùng sư tử, tự ăn thịt sư tử, ăn cơm Phật giáo, mặc y Phật giáo mà chuyên nói thị phi Phật giáo, thứ người này chắc chắn sẽ đọa địa ngục. Các vị hãy nên nhớ, không thể ở trong Phật giáo mà tạo nghiệp thiện ác hỗn tạp, thật đáng thương xót. Có tên trùng trùng bảo quang minh, hoặc tên đằng âm diễm nhãn tạng, đi trần quang minh và hiền kiếp, kiếp thanh tịnh này nhiếp tất cả. Có thế giới hài, tên trùng trùng bảo quang minh, hoặc có thế giới hải tên đẳng âm diễm nhãn tạng, hoặc có thế giới hải tên ly trần quang minh, hoặc có thế giới hải tên hiền kiếp, Chủ kiếp quá khứ tên là kiếp trang nghiêm, chủ kiếp hiện tại tên là hiền kiếp, vì có ngàn hiền nhân thành Phật trong cùng một kiếp. Chủ kiếp vị lai tên là túc tình kiếp, có thể nhiếp tất cả kiếp. Có kiếp tịnh một Phật ra đời, hoặc trong một kiếp vô lượng hiện, vô tận phương tiện đại nguyện lực, và trong tất cả đủ thứ kiếp. Hoặc có thế giới là kiếp thanh tịnh, có một vị Phật xuất hiện ra đời, hoặc trong một kiếp có vô lượng vị Phật xuất hiện ra đời, đây là kiếp thế giới hải, đều là vô tận phương tiện đại nguyện lực của chư Phật thành tựu, cho nên hãy thành tựu tất cả đủ thứ kiếp. Hoặc vô lượng kiếp vào một kiếp, hoặc là một kiếp vào nhiều kiếp, tất cả biển kiếp đủ thứ môn, mười phương cõi nước đều hiện rõ, hoặc có vô lượng kiếp làm thành một kiếp hoặc trong một kiếp lại có vô lượng kiếp, cảnh giới này chẳng nhất định. Trong tất cả biển kiếp có đủ thứ môn khác nhau, trong mười phương cõi nước thì hiện ra rất minh bạch. Hoặc sự trang nghiêm tất cả kiếp ở trong một kiếp đều hiện thấy, hoặc sự trang nghiêm trong một kiếp vào khắp tất cả vô biên kiếp. Ở trước nói về kiếp dài ngắn, bây giờ nói về sự trang nghiêm của kiếp có thế giới dùng vàng để trang nghiêm có thế giới dùng bạc để trang nghiêm có thế giới dùng mani hoặc dùng châu báu để trang nghiêm sự trang nghiêm của tất cả kiếp có thể ở trong một kiếp đều hiện ra đủ thứ cảnh giới trang nghiêm lại khắp vào trong tất cả vô biên kiếp đều trang nghiêm như vậy bắt đầu một niệm thành một kiếp đều nương tâm chúng sinh mà sinh tất cả cõi vô biên biển kiếp dùng một phương tiện đều thành tịnh kiếp thành tựu như thế nào là từ một niệm của chúng sinh mà sinh ra. Một niệm có thể kéo dài làm vô lượng kiếp. Vô lượng kiếp lại có thể thu lại làm một niệm, bắt đầu từ một niệm mà sinh ra thành là một kiếp. Đó đều là nương tựa vọng tưởng trong tâm của chúng sinh mà sinh ra cảnh giới hư vọng này. Hết thảy tất cả cõi biển kiếp vô lượng vô biên vô cùng tận. Chư Phật dùng một phương tiện pháp môn khiến cho tất cả kiếp đều thanh tịnh kiếp có thành trụ hoại không bốn tướng đều từ vọng tưởng của chúng sinh mà sinh ra chẳng những kiếp là như thế mà hết thảy tất cả đều như vậy vì vọng tưởng của chúng sinh quá nhiều cho nên tạo ra một thế giới tức cũng là một trái đất hoặc tinh cầu mặt trời mặt trăng có người chẳng tin đạo lý này mà tin đạo lý khoa học cho rằng trái đất tinh cầu mặt trời mặt trăng là do đủ thứ nguyên tố mà thành tựu tuyệt đối chẳng phải từ vọng tưởng của chúng sinh mà sinh ra Tất nhiên bạn nói chẳng phải, tôi cũng chẳng kiên trì nói là phải, xong tôi đưa ra một sự thật để chứng minh. Hiện tại tôi chỉ nói về trứng gà. Trứng gà vốn chẳng phải là gà con, mà do gà mẹ hàng ngày khởi vọng tưởng mà ấm dần lên. Nếu chỉ có một quả trứng thì gà mẹ chẳng khởi vọng tưởng. Tất nhiên có khoảng 10 trứng tại một chỗ, thì gà mẹ sẽ khởi vọng tưởng. Tưởng trứng nở ra một bầy gà con. Hàng ngày khổ nhọc cẩn thận ấp trứng, có khi đổ chỗ, đem trứng ở dưới đổi lên trên để cho độ ấm quân bình. Trải qua thời gian 21 ngày, thì cả con từ trong trứng nở chui ra từ từ học đi. Việc đầu tiên là tìm thức ăn, việc thứ hai là ngủ, cho nên ăn ngủ là thiên tánh, tất cả chúng sinh hữu tình đều có đủ. Trong kinh lăng nghiêm có nói, thai do tình mà có, trứng do tưởng mà sinh, thấp sinh, nhờ hợp mà cảm, hóa sinh, nhờ lìa mà ứng thai sinh, noãn sinh, thấp sinh và hóa sinh là do nghiệp quả mà thành, tình tưởng hợp ly đều do nghiệp nhân mà cảm. Đạo lý này nói rất rõ ràng. Từ gà mái ấp trứng mà nhìn thì thế giới của gà là do vọng tưởng tạo thành, những thế giới khác cũng tạo thành như vậy. Thế giới của con người, con bò, con chó, con mèo, chim bay trên trời, cá lội dưới nước đều do tình tưởng hợp ly mà tạo thành. Gà mái một niệm sinh thì có vọng tưởng vọng tưởng này là từ vô minh sinh ra vô minh duyên hành tức là có hành vi do đó mà ấp trứng hành duyên thức trong trứng có thức cũng tức là bảo thai thức duyên danh sắc vì chịu ảnh hưởng độ ấm nên bảo thai khởi biến hóa có danh hệ thống thần kinh có sắc sinh lý danh sắc duyên đột nhập bèn sinh ra mắt tai mũi lưỡi thân ý sáu căn có sáu căn rồi thì toàn thân thể dần dần mọc lông, thành thục rồi thì liền ra khỏi vỏ trứng mà đến thế giới này. Lúc đó sẽ có tác dụng xúc giác, có xúc thì có thọ, có thọ thì có hữu, có hữu thì có sinh, có sinh thì có già, có già thì có chết. Đây là đạo lý 12 nhân duyên nghiệp báo ba đời. Khi cả mái ấp trứng là kiếp thành, cả con ra đời là kiếp trụ, lớn lên bị giết hoặc bệnh chết là kiếp hoại, thân gà chẳng còn nữa là kiếp không. Thân thể con gà có thành trụ hoại không bốn giai đoạn. Sau khi gà con ra đời thì bắt đầu khởi vọng tưởng, muốn tìm vật ăn, ăn no rồi lại muốn tìm chỗ ngủ. Gà con thì có niệm tham, dục tâm như thế. Chúng vì tranh ăn mà chiến đấu, vì bảo tồn lợi ích của mình, chẳng để cho gà khác đạt đi. Động vật nhỏ còn như thế, hà hướng là linh động vật con người. Càng vì danh lợi, bạn tranh tôi dành chẳng ai nhường cho ai động vật nhỏ tranh giành với nhau động vật lớn thì xâm lược chiến tranh tạo thành thiên hạ đại loạn ai ai cũng ích kỷ lợi mình thì thế giới vĩnh viễn chẳng có ngày hòa bình bấy giờ bồ tát phổ hiền lại bảo đại chúng rằng các phật tử nên biết thế giới hải có kiếp chuyển biến khác nhau nhiều như số hạt bụi thế giới hải lúc đó bồ tát đại hạnh phổ hiền lại nói với đại chúng các vị đệ tử của Phật, các vị nên biết thế giới hải có kiếp truyền biến khác nhau, nhiều như số hạt bụi trong thế giới hải. Mỗi một thế giới là một trong mười phương thế giới hải, bổn thân của mỗi thế giới lại phân ra mười phương thế giới hải, cho nên thế giới hải và thế giới hải đều vô lượng vô biên trùng trùng vô tận. Tuy có nhiều như thế, nhưng dùng Phật nhãn của chư Phật mà xem thì rất rõ ràng vẫn có thể đếm được có bao nhiêu, cảnh giới này Bồ Tát chẳng làm được, vì cảnh giới của Bồ Tát vẫn chẳng cứu kính, chẳng như cảnh giới của Phật đã quán triệt thủy chung, đều biết đều thấy. Bồ Tát mới phát tâm chẳng biết cảnh giới của Bồ Tát sơ địa, Bồ Tát sơ địa chẳng biết cảnh giới của Bồ Tát nhị địa, cho đến thập địa Bồ Tát chẳng biết cảnh giới của đẳng giác Bồ Tát. Tuy chẳng biết nhưng chẳng ra ngoài một tập niệm của chúng sinh, mười pháp giới để bao quát ở trong một niệm chân tâm cho nên có kiếp chuyển biến khác nhau nhiều như số hạt bụi thế giới hải kiếp của thế giới hải có dài có ngắn có nhiều có ít cho nên kiếp có sự chuyển biến khác nhau tuổi thọ của mỗi thế giới đều khác nhau đến lúc sẽ có sự chuyển biến giống như chúng ta mắc bệnh sau khi khỏi bệnh và trước khi bệnh đều có ít nhiều sự chuyển biến hoặc tánh tình chuyển biến hoặc tâm lý chuyển biến Nói tóm lại, đều có chỗ chuyển biến, con người là bộ phận nhỏ, thế giới là bộ phận lớn, nhưng đều có sự khác nhau. Đạo lý nói về kinh hoa nghiêm là đạo lý viên dung vô ngại, chẳng có giải ngắn, chẳng có lớn nhỏ, chẳng có nhiều ít, chẳng có phân biệt đó đây. Nếu bạn chấp trước, thì bạn chẳng minh bạch đạo lý kinh hoa nghiêm. Kỳ thật kinh hoa nghiêm, xử lý đều nặng như nhau, chẳng lệch về bên nào. Do đó hàng nhị thừa tuy thân ở trong hội hoa nghiêm mà có mắt chẳng thấy lô xá na có tài chẳng nghe giáo viên đốn nếu mổ nếu điếc cũng chẳng khế cơ vì căn cơ của hàng nhị thừa cạn hẹp song bồ tát phát thâm đại sĩ nghe rất có vị đạo kinh hoa nghiêm dạy phát tâm bồ đề hành bồ tát đạo vì bồ tát thích độ chúng sinh đồng chứng vật quả Tông chỉ tôi giảng kinh là giảng cạn, càng cạn càng tốt để mọi người đều minh bạch nghĩa kinh, hiểu thấu chân lý. Muốn cho ai nghe được cũng đều hiểu, tôi phản đối lối giảng, nhạy văn nuốt chữ, giảng một tràng, mà ngược lại xa cách kinh văn mười vạn tám ngàn dặm, giống như dạ dày, tuy dài hơn hai mươi thước, mà chứa đựng toàn là đại tiện, thối không thể ngửi đặng, nó lại có ích gì. Nếu người chẳng minh bạch, thì nói bao nhiêu cũng đều vô dụng nếu minh bạch chỉ nói một câu mà họ hiểu vẫn có nhiều lợi ích vì pháp như vậy nên thế giới hải có vô lượng kiếp thành hoại chuyển biến pháp nói ra là như vậy ở trên nói là do vọng tưởng của chúng sinh mà tạo thành thế giới vọng tưởng tức là khởi hoặc khởi hoặc tức là tạo nghiệp tạo nghiệp tức là thọ quả báo tức là như vậy cho nên trong một thế giới hải có mười phương thế giới hải an lập ở trong đó trong mười phương thế giới hải có một thế giới hải cũng an lập ở trong đó thế giới hải và thế giới hải xung đột với nhau mỗi thế giới an lập theo vị trí mỗi thế giới hải có kiếp thành chủ hoại không chuyển biến kiếp cũng có phát sinh bệnh hoạn cho nên có bốn tướng biến hóa ở Trung Quốc có bột hải vũng bả có khi mã nạp nhạ sơn Bột hải trong vô lượng kiếp về trước là đất bằng, hy mã lạc nhạ sơn, vô lượng kiếp về trước là biển. Vì chúng sinh nghiệp chướng quá nặng dẫn đến địa cầu phát sinh biến hóa, biển biến thành núi cao, biến đất thành biển, do đó có câu, biển khơi biến thành bình địa, bình địa biến thành biển khơi. Hiện tượng này ở lưu vực sông Hoàng Hà thường xuất hiện, có một số người thường nói, 30 năm sông ở phía đông, 30 năm sông ở phía tây đó là một hiện tượng thành hoại chuyển biến